Rồi ok, anh em sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Bây giờ để vệ sinh cái bộ từ này thì có một vài cái món đồ anh em cần chuẩn bị ha. Một vài cái món đồ mà nó hơi đặc biệt chút xíu thì anh em cần chuẩn bị trước. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái món đồ hơi đặc biệt chút xíu. Nó là cái khăn mùi xoa. Cái này là cái khăn này dùng để lọc cái bộ từ. Thì hôm trước thì mình có nói đó, mỗi lần mà tới một cái món đồ gì dùng cho cái phần nào thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ đây, cái này là cái khăn mà dùng để che mặt cho em bé nhé. Ở ngoài thị trường nó bán ở cái mấy cái chỗ đồ cho em bé ấy, thì anh em có thể ra ngoài cái chỗ bán đồ cho em bé mua sẵn cái đó. Rồi để vệ sinh cái bộ từ thì bây giờ trước tiên là anh em mình vệ sinh sơ cái phần bên ngoài trước ha. Vệ sinh sơ bên ngoài thì hút bụi đi với lại làm cho nó sạch đi để cho anh em mình dễ nhìn, cho nó dễ làm ha. Rồi bây giờ trước tiên là anh em sẽ phải chuẩn bị một cái báo để ra sẵn là trước tiên là gỡ hai cái con ốc này ra. Lấy cái nắp ra này. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ chút lên, đổ hết toàn bộ cái phần từ này ra một cái tờ báo sạch, thật là sạch nha. Coi chừng cái tờ báo nó bị lủng đấy. Nên là anh em chú ý một chút xíu. Đây. Giờ sẽ đổ hết toàn bộ từ ra đây ha. Này, trong lúc đổ ấy thì xoay, anh em nhớ xoay cái nhông ở bên phía bên đây này. Đây nó có một cái nhông ha, cứ cầm xoay theo chiều của trục từ ha. Một chút xíu là cái gạt sạch cái trục xuống.
gói gọn riêng cái này ra ha. Chút xíu là mình sẽ làm cái bước này sau cùng, là cái bước lọc từ là mình sẽ làm sau cùng ha. Bây giờ mình gói gọn để riêng cái này ra. Bây giờ ở trên cái bộ này thì mình cần phải làm những cái gì, thì mình sẽ phải chú ý những cái gì, thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em, nói cho anh em biết luôn ha. Ở trên trong cái trục từ này thì có một cái con sensor, nó gọi là cái con sensor cảm biến mực. Chờ mình chút xíu thì mình hút mực xong rồi mình xả cái bộ này ra cho anh em coi thử luôn. Cái chỗ này này, chỗ này tháo ra dễ lắm, đây cậy cái này nên đẩy ra nó ra thôi. Sẵn tháo ra ra vệ sinh luôn cũng được. Rồi bây giờ ở cái bộ này thì mình sẽ phải làm những cái gì, cái trường hợp nếu như mà mình chỉ gỡ ra mình vệ sinh, mình quay thử bộ từ nó vẫn còn rất là trơn thì mình không có cần phải làm gì nhiều, chỉ chú ý đến một chỗ thôi ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái vị trí mà cần chú ý. Đây, anh em nhìn kỹ ở trên đây. Đây này, ở ngay chỗ này nó có một cái con, nó có một cái miếng đệm bằng cao su ha. Đây, nhìn kỹ vào chút xíu nè, có cái miếng đệm bằng cao su ở ngay chỗ này, đây là có nhìn rõ hay không này. Đó, đây này, miếng đệm bằng cao su này nè. Đó, cái miếng đệm bằng cao su này ha, thì nó trong cái thời gian mà trong cái quá trình mà nó quay, nó đảo mực, thì ở bên dưới nó sẽ có một cái con, đây mình gỡ hẳn cái này ra cho anh em coi luôn. Đây, những cái vị trí mà mình sẽ phải làm vệ sinh này. Thank you.
Để mình vệ sinh qua qua đi đã ha. Mình vệ sinh qua qua đi đã. Rồi rồi sẽ chỉ cho anh em cụ thể luôn. Nhìn nó sạch sạch đấy chứ giờ nó bẩn quá. Anh em có nhìn rõ cái này không? Đây. Ở đây nó có một cái miếng này. Đây này. Nó có một cái miếng. Đây là có gọi là cái miếng chùi con TD. Cái miếng chùi của con TD đây này. Đây, anh em nhìn kỹ cái miếng này nha. Đó, bây giờ mình sẽ nói tại sao cái miếng này nó như thế nào. Thì trong cái quá trình mà cái bộ từ nó quay đây, cái miếng này nó sẽ chùi lên trên vị trí của con sensor đây. Dưới này nó có một cái con sensor này. Con này là cái con cảm biến mực ha.
cảm bên dưới thì nó có một cái con cảm biến mực. À, con này nó gọi là cái con cảm biến mực. Thì nó dò cái mực độ hạt mực dính ở trên bộ từ để nó đo cái mức độ mực có ở trong từ, thì nó sẽ cấp mực hay không ở cái con này nha. Thì cái miếng chùi con sensor đó, cái miếng chùi của con sensor này là lúc nào nó cũng phải ôm, nghĩa là nó quay một vòng nó sẽ phải chùi một lượt, nó quay một vòng nó sẽ phải chùi. Đây, anh em có tưởng tượng này, nó sẽ phải chùi cái miếng này liên tục. Thì nếu như mà trường hợp nhưng mà cái miếng đó của anh chị của anh em á, anh em gỡ ra nhìn thấy nó cong quá thì phải dán lại nha. Phải dán lại thì cự ly bao nhiêu là hợp lý. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ lấy lên mình chỉ cho anh em xem. Đây, dài quá không được, ngắn quá cũng không được ha. Có nghĩa là căn á, thường thì cái này nó sẽ không có bị cái miếng này nó không có bị ít khi nào mà nó bị gãy mà nó bị văng mất lắm, trừ trường hợp như là xài quá là lâu rồi mà anh em không có kiểm tra thường xuyên á thì cái miếng này nó mới bị văng mất thôi, còn thường á thì nó sẽ oằn vào, nó sẽ oằn, nó gấp vào đây này. Thì anh em cứ căn theo cái cũ mà dán thì dán bằng cái gì ha. Dán thì đây mình cũng chỉ cho anh em luôn, anh em nhớ cái beo không, cái băng tải á, đi xin hoặc là đi tìm ở đâu đó cái miếng băng tải này. À, cái miếng băng tải này nó rất là vừa để dán, rất là vừa để dán cho cái này nha. Nhà mình đã test rất là nhiều loại rồi, không được lấy ruột xe đâu nha, cái đó nó rất là cứng là nó sẽ chà, nó sẽ bào mòn cái bề mặt của cái con TD, nó sẽ bị hư. Cái con kia gọi là con TD này, cái con cảm biến mực đó, phải lấy cái băng tải nha, cái bề mặt của cái băng tải này đó, mình cắt ra một khúc cho nó vừa bằng cái đó thôi đó. Rồi mình dán vào cái vị trí của nó. Cái băng tải thì nó cái miếng băng tải thì nó mềm, cái độ mềm của nó vừa đủ để nó gạt được cái mực ra mà nó không có cứng quá để nó bào mòn cái bề mặt của TD. Thì cái gạt băng tải rất là ok luôn á, mình test rất là nhiều lần, là mình từ cái nào mình cũng dùng cái miếng đó hết đó. Bây giờ nè, trên này á, cái bộ này của anh em mình chỉ cần kiểm tra cái phần TD này và lọc lại từ thôi, nếu như mà mình chỉ gỡ ra mình vệ sinh. Còn trường hợp như mà anh em quay mà cảm giác như cái này nó rất là nặng, cảm giác như quay cái này nó rất là nặng thì mình sẽ phải gỡ hai cái trục này ra cộng với cái trục bên trong này nữa. Này thì gỡ luôn cái gạt ra cho. Gỡ luôn cái gạt ra đấy. Trong đây mình có ba cái trục ha, ba cái đảo từ 1, 2, 3 thì mình gỡ đây này. Bây giờ mình chỉ anh em gỡ luôn ha, chỉ anh em gỡ luôn cái phần đảo từ để làm cái gì, để khi mà mực nó xuống đây này, nó theo cái đường dẫn này nó luồn vào đây ha, nó xuống một cái lỗ này thôi, theo đường dẫn nó luồn vào bên trong này, nó sẽ đảo làm sao mà mực cho nó đều vào bên trong cái hệ thống từ này nhất có thể nha. Thì đây, gỡ cái bộ từ này ra thì đây, anh em nhìn bên đây này, gỡ cái bộ từ này rất là phức tạp nha, nên là anh em chú ý một chút xíu ha. Mình sẽ hướng dẫn rất là từ từ. Đây, bây giờ anh em sẽ phải gỡ cái này ra này. Đây, ở đây nó có một cái khoen nhỏ, gỡ cái nhông này ra trước. Đây, cái khoen nhỏ này gỡ cẩn thận nha, cái khoen nhỏ này gỡ cẩn thận này, gỡ cái nhông này ra trước này. Ở đây này, tháo 4 con ốc này ra. Thêm cái này nữa này, đây có khoen nhỏ nữa này, gỡ là cẩn thận nha, không nó văng mất nha. Đấy, đây rồi, rút ra.
kiểm tra luôn cái bạc đạn này xem nó có, nếu mà nó có mòn quá thì xịt RB7 vào. Đây, bên trong đây anh em gạ gỡ cái này ra, gỡ gỡ cái hệ thống nhông này ra là sẽ có những cái đây. Nỡ thao được thao luôn cho anh em coi luôn chứ. Đó, bên đây gỡ hai cái bạc đồng ra nha, hai cái bạc này là hai cái bạc đồng đó, gỡ hai cái này ra. Rồi, sau cái thứ hai bạc đồng ra đây này, rồi mà hai nhìn bên trên bên dưới, à, bên trên nó có một cái con ốc đây. À, dưới này có một con nữa. Rồi, cắt cái dây ở cái chỗ con sensor này ra. Rồi nó vào bên trong để nó lấy ra chứ. À. Coi chừng cắt đứt dây điện nha. Rồi. Rồi, nhấc cái này ra. Đây, bây giờ anh em chú ý ha, cái bộ này nó khá là phức tạp mà, nên là nhìn cẩn thận, làm từ từ thôi. Đây, cái bộ này, cái trục này là cái trục để kéo mực vào này, ha, kéo mực vào. Cái trục này á, nó sẽ đi một vòng, ha, nó sẽ đi một vòng để lấy ra, rồi mình sẽ giải thích cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống này cho. Đây, quay sang bên đây á, thì anh em đây gỡ cái hai cái khoen nhỏ đây ra nữa. Lấy hai cái nhôm ra luôn nha. Đây, đó. Kéo cái trục này ra. Mang cái này ra ngoài xịt, hoặc là bây giờ lấy cái hút cho nó sạch cái mấy cái phần ở bên trong này, nhìn cho nó dễ nhìn ha, cho nó dễ làm. Đây, mình để mình hút, mình vệ sinh cái phần này, nhìn cho nó sáng sáng lên, cho chỉ cho anh em cho dễ. Cái phần này rất là quan trọng nha, nên là anh em làm cẩn thận vào chứ không thì lại coi kỹ phần này chứ đừng có tua chứ. Tua đi rồi đến lúc mà không có hiểu nó chạy ra làm sao, rồi đến lúc mà gặp bệnh không sửa chỗ nào này. Chỗ sửa thì sửa, nhưng không sửa thì lại đi sửa thì thôi coi.
Rồi, lau rồi vệ sinh đi ha.